cô bé lọ lem Cinderella. Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ cô bé Cinderella mất đã lâu, nên người cha phải gả trống nuôi con. Một ngày nọ, người cha của Cinderella tái hôn và cuộc đời cô bé bị xáo trộn sâu sắc. Người vợ mới của cha cô cùng hai người con riêng của bà ta đã chuyển đến nhà của Cinderella sống. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người mẹ kế đã không thể chịu được sự có mặt của Cinderella. Bà mẹ kế và hai cô con gái cực kỳ ghét tị với cả sắc đẹp cùng lòng nhân hậu của cô bé. Hai người con của chị ghẻ không được xinh đẹp như Cinderella. Ngoài ra, chúng còn rất thô lỗ cho được nuông chiều. Và các cô chị lên đường tới lâu đài.
nhà chỉ còn một mình, Cinderella bắt đầu khóc nức nở. Tại sao mình lại không được đến lâu đài cùng họ? Nếu có mặt cha mẹ mình ở đây thì điều này sẽ không diễn ra thế này. Ngay lúc đó, một ánh sáng chói lòa xuất hiện. Ban đầu, Cinderella không hiểu đó là gì. Cô nhìn chằm chằm vào tia sáng. Đột nhiên, một cô tiên xinh đẹp xuất hiện giữa vầng sáng. Cinderella yêu quý của ta, đừng khóc nữa, con cũng sẽ được tham dự buổi hội tại lâu đài. Cinderella không thể tin nổi vào mắt mình. Cô hỏi cô tiên trong nỗi kinh ngạc, con có thể tham dự ư? Hãy nhìn con này. Đừng lo lắng, ta ở đây là để giúp con. Giờ thì hãy mang đến cho ta một quả bí đỏ và 7 chú chuột nhắt. Cinderella không thể hiểu nổi tại sao cô tiên lại cần những thứ như vậy, nhưng cô vẫn làm theo lời yêu cầu. Đầu tiên, cô vào bếp lấy trái bí đỏ. Sau đó, cô đi lên tầng áp mái để mang các anh bạn chuột nhắt của mình xuống. Với cây đũa thần, cô tiên đã biến trái bí đỏ thành một cỗ xe lửa lộng lẫy. Sau đó, cô tiên quay về phía lũ chuột. Một trong số chúng được biến thành người đánh xe ngựa, còn 6 chú chuột còn lại thì biến thành những con bạch mã đẹp đẽ. Quá đỗi kinh ngạc, Cinderella vẫn đang nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa, còn cô tiên thì quay về phía cô. Khi bà tiên chạm cây đũa thần vào cô bé, chiếc váy cũ kỹ của Cinderella liền biến cây thành một chiếc đầm nhỏ lộng lẫy. Và đôi dép dưới chân cô thì biến thành một đôi giày thủy tinh lấp lánh. Con trông như một nàng công chúa rồi này. Giờ đã đến lúc đến buổi khiêu vũ rồi đó. Nhưng đừng quên rằng con phải về nhà khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Bởi vì sau đó mọi thứ sẽ trở lại hiện trạng như ban đầu. Cinderella nghe kỹ từng lời cô tiên căn dặn. Sau đó, cô bước lên cỗ xe ngựa và bắt đầu tiến thẳng tới tòa lâu đài. Cỗ xe ngựa lóng lẫy của cô dừng ngay trước tòa lâu đài. Khi Cinderella bước vào cánh cửa lớn để vào phòng dạ vũ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Trông cô thật lộng lẫy và duyên dáng. Các cô chị cũng không thể ngừng ngắm nhìn cô gái trẻ xinh đẹp này. Tất nhiên, bọn họ cũng không thể nhận ra cô. Hoàng tử xuất hiện trên bậc cầu thang. Cinderella thật sự nổi bật giữa tất cả những cô gái trẻ trong buổi dạ vũ. Hoàng tử đã yêu cô gái trẻ xinh đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong ánh mắt tò mò dõi theo của mọi người, hoàng tử bước xuống cầu thang và tiến lại phía cô. Các cô chị rất hứng khởi bởi vì hoàng tử đang tiến về phía họ. Wow, chàng đang tiến về phía chị không, đó. Chàng đang tiến về phía em mà. Nhưng hoàng tử lại đi qua chỗ họ và dừng ngay trước Cinderella. Thưa tiểu thư xinh đẹp nhất nơi đây, nàng có muốn khiêu vũ cùng ta chơi? Cinderella khẽ gật đầu hết sức duyên dáng. Hoàng tử và Cinderella bắt đầu khiêu vũ trong ánh mắt tò mò của toàn thể khách mời. Cinderella choáng ngợp trong âm nhạc và điệu vũ khiến nàng cảm thấy tựa như chỉ có nàng và hoàng tử trong khán phòng. Họ cùng nhau khiêu vũ không ngừng suốt đêm. Tất nhiên, Cinderella không cảm nhận được rằng thời gian đang trôi qua. Rồi chiếc đồng hồ lớn đập vào mắt nàng. Giờ đã gần nửa đêm. Ngay lúc khoảnh khắc đó, Cinderella chợt nhớ ra lời cảnh cáo của cô tiên. Con phải về nhà khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Bởi vì sau đó, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. Hoảng loạn, Cinderella bắt đầu chạy vụt đi để lại hoàng tử đằng sau. Khi đang chạy xuống cầu thang của lâu đài, nàng đã đánh rơi
mọi vật liền trở về nguyên trạng ban đầu. Khi hoàng tử chạy theo sau đàn ra bên ngoài, chàng đã nhìn thấy chiếc giày trên bậc cầu thang. Hãy đi tìm chủ nhân của chiếc giày này. Nếu như ngươi phải để tất cả các cô gái trong vương quốc này thử chân nữa, phải tìm bằng được nàng ấy. Cần như ngừng thở, Cinderella trở về nhà và đi thẳng lên tầng áp mái. Đã bắt đầu nghĩ về buổi tối đang bên cạnh hoàng tử. Đang biết mình không có cơ may nào, nhưng nàng vẫn yêu chàng. Chuyện hoàng tử có thể tìm thấy nàng là gần như không thể, và thậm chí nếu tìm được, chàng cũng sẽ không thể nhận ra nàng. Hậu cận của hoàng tử gõ cửa từng ngôi nhà trong vương quốc để tìm kiếm cô gái trẻ là chủ nhân của chiếc giày này. Ngay khi nhìn vào đôi mắt nàng, hoàng tử đã nhận ra đó là người con gái